Cô chào các em. Cùng với cô, hôm nay là chương trình ôn thi môn toán trung học phổ thông quốc gia. Thực ra thì là buổi trước chúng ta đã cùng nhau nói về gì rồi? Nói về các cái sai lầm mà chúng ta đã mắc, có đôi khi dễ bị mắc phải trong phần nguyên hàm tích phân. Thế thì hôm nay, và nhớ là hôm trước cô dặn gì chưa? Cô dặn là nếu có câu sai thì phải viết lại ra vở và làm lại theo trật tự gì nhở? Sau một giờ, sau một ngày, sau một tuần, sau một tháng và tất nhiên trước lúc thi mình ôn lại nữa đúng không? Có bạn nào đã làm chưa nào? Rồi rất nhiều bạn nói rằng là các bạn đã thực hiện như thế và có hiệu quả không? Đúng rồi, hiệu quả. Bởi vì là nếu mà mình chăm chỉ như vậy, tất nhiên là lần sau mình sẽ không mắc những sai lầm đó nữa. Hôm nay thì cũng vẫn nhớ như vậy nhá. Phải nhớ, chúng ta xem có những câu sai ở phần OXYZ. Nếu mình có mắc thì mình phải viết lại và mình làm lại theo đúng trật tự cho cô nhá. Đúng trật tự cho cô. Bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu một chút về thi trung học phổ thông quốc gia môn toán. Năm 2017 bắt đầu một cái mốc là thi trắc nghiệm. Ôi, để dễ quá mà mơ điểm 10 luôn. Đến 2018 thì để lại quá khó. 2019 tất nhiên sẽ phù hợp hơn rồi. Phù hợp hơn sau 2 năm chúng ta thi trắc nghiệm. Nào, đố ai đoán năm 2020 thì sẽ thế nào? Năm của chúng ta thi thì sẽ thế nào đấy? Ai có khả năng đoán? Nhiều bạn bảo là dễ hơn. Có thể dễ hơn không? Có thể, nếu tất cả mọi thứ đều có thể. Nhưng chắc chắn, chúng ta cùng chắc chắn rằng là phải rất phù hợp với tình hình thực tế, đúng không? Thông tin gần nhất mà cô được nhận là hôm kia thì Bộ Giáo dục đã tập hợp nhóm ra đề trung học quốc gia để thứ nhất là dựa vào cái giảm chương trình, nội dung để phù hợp với thời lượng chúng ta nghỉ học lâu như vậy và điều chỉnh cái ngân hàng đề để cho phù hợp với năm nay. Đấy là tin cũng vui đúng không? Công việc của các thầy và cô rất vất vả luôn, bởi vì là đang từ một cái ngân hàng đề với một cái lượng câu hỏi như vậy bây giờ phải điều chỉnh lại. Nhưng mà các con cứ yên tâm, tất cả các thầy và cô sẽ hết lòng để vì chúng ta làm thế nào sẽ có một mùa thi mà đảm bảo công bằng và hiệu quả, đúng không? Thế còn trước hết thì chúng ta xem là vậy là dù có thi như thế nào thì chúng ta cũng phải học như thế nào để đáp ứng được cái đề thi năm nay, đúng không? Đề thi năm nay, trước hết là chúng ta dựa vào các năm trước về phần OXY nào. Đề năm trước thì thế nào? Năm 2017 có 8 câu OXYZ. Đến 2018 cũng như vậy. Đến 2019 thì chỉ còn 7 câu thôi. Nhưng tăng 2 câu khó, tức là tăng 2 câu vận dụng cao. Cô và các con cũng hy vọng xem là cái năm nay này liệu có được giảm câu vận dụng cao không? Chúng ta cứ cùng nhau chờ đợi cái đề minh họa sắp tới nhé. Và dù có đề thi như thế nào thì cái nguyên tắc của bất di bất dịch ở phần thi trung học phổ thông quốc gia đầu tiên với các em là học kỹ kiến thức cơ bản. Nhớ nhá, học thật kỹ cái lý thuyết ý, bám cho cô sách giáo khoa từ định nghĩa, từ khái niệm, từ tính chất, định lý và tất cả những cái công thức mà ứng dụng mà mình học ý, là mình phải thuộc hết. Đấy. Vậy thì hôm trước cô cũng đã nói rồi, học trắc nghiệm tức là học tránh cái lỗi sai, đúng không? Học tránh lỗi sai. Vậy bây giờ xem là những cái sai nào mình hay gặp ở cái chương OXYZ, chương hình học giải tích OXYZ này để mình có thể tránh. Ồ, nhiều bạn bảo con sợ sai lắm cô ạ. Thực ra thì đấy, như ông Bin nhất, ông ấy cũng phải nói rằng là sai lầm không đáng sợ đâu. Đáng sợ là sai lầm một cách vô ích. Tức là nếu chúng ta sai lần này mà lần sau chúng ta không có sửa ấy thì mới lo lắng thôi. Vậy chúng ta được quyền khi học thì chúng ta sai, còn làm bài kiểm tra này hay là đi thi này thì chúng mình không sai như thế nữa, bởi vì chúng mình đã sai một lần trước rồi.
nhá. Vậy cùng cô xem là cái chương cuối IZ như thế này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Cô và các con sẽ từ cái ví dụ cụ thể, sau đó thì sẽ đưa ra sai lầm và biện pháp khắc phục nhé. Và chúng ta bắt đầu với ví dụ thứ nhất. Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình mặt phẳng? A. 2x trừ 5y cộng 1 bằng 0, B. x trừ 2 bằng 0, C. x cộng y cộng z bằng 1, D. 3x cộng y trừ z bình phương cộng 2 bằng 0. Nhiều bạn bảo cô nhìn cái dễ quá, bởi vì là con nhìn thấy đầy phương trình đường thẳng của cô ở đây rồi. Có 2x trừ 5y cộng 1 bằng 0, có x trừ 2 bằng 0, con học con biết rồi, đây là phương trình đường thẳng. À, có phải không? Chúng ta đang ở đâu đấy? Đang ở trong không gian OXYZ. Và chúng ta phải nhớ rằng không phải là ở trong mặt phẳng ở hình học lớp 10 đâu. Đây là hình học lớp 12 và trong trong cái hình học không gian OXYZ, đúng không? Vậy thì chúng ta để làm được những cái bài như thế này, đầu tiên là kiến thức cơ bản chúng ta phải nắm rồi đã. Vector pháp tuyến của mặt phẳng là vector gì? Khác vector 0 và thỏa mãn điều kiện gì? Có giá song song nằm trên. Thì chúng ta nhìn thấy không? Song song. Và chúng ta nhìn này, ở trong trường hợp này thì vector pháp tuyến là vector có giá vuông góc với mặt phẳng. Và ta nhìn khác vector 0 nhá. Cái điều kiện này hay quên lắm, rất hay quên luôn. Vậy khi đó thì phương trình tổng quát của mặt phẳng của chúng ta là AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0, với cái A bình cộng B bình cộng C bình khác 0. Vì sao lại có điều kiện này đây? Bởi vì vector pháp tuyến của mặt phẳng này là ABC, và vì vector pháp tuyến là vector khác vector 0 nên là A bình cộng B bình cộng C bình phải khác 0, đúng không nào? Và chúng ta nhìn thấy rằng là nhiều bạn bảo cô ơi, cô cứ khuyết, cô chỉ có mỗi hai ẩn thôi, hai biến thôi thì nó là phương trình đường thẳng. Vậy không phải nhá. Vậy con em nhìn trên bảng với cô nào, nếu trong trường hợp mà nó khuyết đi ẩn x này, được không ạ? Khuyết đi ẩn x này thì nó sẽ, cái mặt phẳng đấy nó sẽ hoặc là chứa ôi nếu số hạng tự do bằng 0, hoặc là song song với ôi. Vậy ở đây tương tự, nếu chúng ta khuyết y thì chúng ta sẽ chứa ôi hoặc song song với ôi. Vậy tương tự cho z cũng như vậy. Thế còn nếu mà khuyết cả hai thì sao nhỉ? Khuyết cả hai thì chẳng hạn như nếu chúng ta khuyết x và y thì chúng ta sẽ hoặc là chứa mặt phẳng OXY, hoặc là có nghĩa là nó trùng với mặt phẳng OXY đấy, hoặc là nó là gì? Là một cái mặt phẳng có dạng nó song song với OXY, đúng rồi. Tương tự chúng ta sẽ xét được những trường hợp đặc biệt mà chúng ta nhìn thấy nhá, không phải khuyết một ẩn z đi mà chúng ta ra được phương trình đường thẳng đâu. Ở cái ví dụ này thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy được ngay là chúng ta thấy đáp án ABC của chúng ta là phương trình mặt phẳng rồi, và chỉ có đáp án D khi mà chứa Z bình phương thôi thì nó không là phương trình mặt phẳng. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án D. Vậy sai lầm ở cái ví dụ này là gì? Là mình chưa nhớ cái định nghĩa phương trình mặt phẳng thôi, đúng không? Nên là học thuộc, học biết cái định nghĩa đấy và nhớ điều kiện của vector pháp tuyến khác vector 0 là chúng ta xong. Cái sai lầm này không sai nữa đâu, cô yên tâm. Ví dụ thứ hai nhá, là gì ạ? Bây giờ là song song. Đề bài là trong các mặt phẳng có phương trình dưới đây, mặt phẳng song song với mặt phẳng P là, mặt phẳng P của chúng ta là x cộng với 2y cộng 3z trừ 4 bằng 0. Với đáp án A, 2x cộng 4y cộng 6z trừ 8 bằng 0. Đáp án B, x trừ 2y trừ 3z cộng 1 bằng 0. Đáp án C, 2x cộng 4y cộng 6z bằng 0. Đáp án D là 2x cộng 4y trừ 6z cộng 1 bằng 0. Vậy để làm được những bài như thế này thì chúng ta phải nhớ được vị trí tương đối của hai mặt phẳng. Nếu chúng ta cho mặt phẳng có phương trình là A1x cộng B1y cộng C1z cộng D1 bằng 0, và mặt phẳng thứ hai là A2x cộng B2y cộng C2z cộng D2 bằng 0, khi đó thì alpha song song với beta nếu các hệ số của x và yz tỷ lệ nhưng không bằng với tỷ lệ của số hạng tự do, tức là A1 trên A2 bằng B1 trên B2 bằng C1 trên C2 nhưng khác D1 trên D2. Khi mà nó trùng nhau ạ thì
Khi nào ạ? Khi mà tất cả các cái hệ số của nó tỷ lệ kể cả số hàng tự do. Chỉ cần một cặp hệ số không tỷ lệ, lập tức chúng ta sẽ có được khái niệm alpha cắt beta ngay. Vậy chúng ta sẽ kiểm tra vị trí tương đối nhé, để làm được bài này. Vậy thì ở bài này chúng ta sẽ ra được ngay là đáp án của chúng ta là đáp án C. Vì sao ạ? Vì hệ số của các cái, chúng ta sẽ có được hệ số tương ứng là A trên 1. Ở trong trường hợp này chúng ta sẽ khác với B trên 2 bằng cô xin lỗi, A trên 1 bằng B trên 2 bằng C trên 3 và khác B trên 4. Với cái điều kiện này thì ta thấy rằng là chỉ có đáp án C là thỏa mãn thôi, đúng không? Vậy ở đây thì chúng ta chỉ cần thuộc và nhớ cho cô cái vị trí tương đối hai mặt phẳng, điều kiện nhá, điều kiện là xong. Ví dụ thứ ba, trong các mặt phẳng có phương trình dưới vuông góc với mặt phẳng P, x cộng y cộng z trừ 3 bằng 0 là đáp án A, 2x trừ 4y cộng 6z bằng cộng 1 bằng 0, đáp án B, 2x trừ 4y trừ 6z cộng 1 bằng 0, đáp án C, x cộng y cộng z cộng 1 bằng 0, đáp án D, 2x cộng 4y trừ 6z cộng 1 bằng 0. Vậy thì rõ ràng ở bài này chúng ta lại nhớ được cho cô rằng hai mặt phẳng và vuông góc với nhau nếu tích vô hướng của hai vectơ pháp của nó bằng 0. Vậy ở đây hai vectơ pháp tuyến của mình là gì ạ? Hai vectơ pháp tuyến của mình lần lượt chúng ta sẽ có thứ nhất là 111, đúng không? Vậy thì nếu chúng ta gọi vector pháp tuyến thứ hai là ABC thì chúng ta sẽ phải có tổng ba cái hệ số này bằng con số 0. Vậy là chúng ta thấy rằng là bốn cái đáp án như thế này mà có như thỏa mãn thì chúng ta sẽ có được đáp án cần làm là đáp án D. Đúng rồi, đáp án D sẽ có tổng các hệ số bằng 0. Đến câu số 4, cho mặt phẳng P với 3x trừ 2y cộng z cộng 4 bằng 0, mệnh đề nào sau đây là đúng? A. P đi qua điểm M có tọa độ 0,0,4 và có một vector pháp tuyến N3 trừ 2, 1. P đi qua điểm M có tọa độ 0,0 trừ 4 và có một vector pháp tuyến N3 trừ 2, 1. C. P đi qua điểm M có tọa độ 0,2,0 và có một vector pháp tuyến N3 trừ 2, 4. Và D là P đi qua điểm M có tọa độ 0, 1, 2 và có một vector pháp tuyến N là 3, 2, 4. Nào, bây giờ thì để làm bài như thế này thì chúng ta thế nào? Chúng ta phải nhớ công thức. Công thức gì ạ? Phương trình mặt phẳng đi qua một điểm cho trước có tọa độ x0, y0, z0 và nhận vector ABC làm vector pháp tuyến là A nhân với x trừ x0 cộng với B nhân với y trừ y0 cộng với C nhân với z trừ z0 bằng 0. Đúng không? Vậy với công thức này lập tức chúng ta làm được ngay phương trình của nó. Đấy, phương trình đáp án trong trường hợp này là đáp án B. Đúng rồi, đáp án B. Và bởi vì là tại sao ạ? Chúng ta có nhìn được ngay. Ta nhớ nhá, ở phần này ta rất dễ nhớ nhầm công thức đấy. Nhớ nhầm công thức bởi vì ta đổi vị trí của tọa độ này, xong rồi đổi vị trí của vectơ pháp tuyến với nhau này, hay bị như thế lắm. Với cả cái khi mà cái tọa độ điểm âm chẳng hạn, ví dụ như âm 2 chẳng hạn, thì âm 2 là hoành độ, thì mình sẽ phải là x cộng với 2, thì mình hay làm là x trừ 2. Đấy, cái lỗi ở phần này cũng hay bị như thế luôn ấy. Thế nên là mình chỉ cần nắm chắc công thức nhá, là mình thay vào là mình xong thôi, đúng không? Sang cô cùng cô ví dụ 5. Ví dụ 5 nói rằng là mặt phẳng P đi qua điểm M có tọa độ 1, 2, trừ 3 và có vector pháp tuyến N là 3, 2, 5, có phương trình lần lượt là thứ nhất là 1, đáp án A là 1 nhân mở ngoặc x trừ 3 cộng với 2 nhân y cộng 2 trừ 3 nhân z cộng 5 bằng 0. Đáp án B là 3 nhân với mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc trừ 2 nhân mở ngoặc y trừ 2 trừ 5 mở ngoặc z trừ 3 bằng 0. Đáp án C, trừ 3 mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc trừ 2 mở ngoặc y trừ 2 đóng ngoặc trừ 5 nhân mở ngoặc z cộng 3 đóng ngoặc bằng 0. Và đáp án D là 3 lần x trừ 1 cộng 2 lần y trừ 2 và trừ đi 5 lần tất cả z cộng 3 bằng 0. Vậy với cái đáp án như thế này thì chúng ta thấy rằng là dựa vào cái phương trình lúc nãy chúng ta vừa có nhé, phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và nhận vector pháp tuyến là ABC sẽ có phương trình ở đây là đáp án là pháp, và đáp án của chúng ta là vector pháp tuyến, chúng ta sẽ có được là gì nào?
3 năm, vậy đáp án cần chọn sẽ là đáp án C. Đúng rồi, rất tốt. Đáp án C nhá. Nhiều bạn bảo cô, cục mình là trừ 3, trừ 2, trừ 5 cơ mà. À, nhưng mà 3, 2, 5 cũng thế mà. Vector phát tuyến thì cái này nó cùng phương luôn, đúng không? Đúng rồi. Vậy câu số 6. Cho điểm M có tọa độ 3, trừ 1, 5 và mặt phẳng alpha có phương trình là 3x, trừ y cộng 2z, cộng 4 bằng 0. Phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng alpha là đi qua M, đi qua một điểm và song song với một mặt phẳng. Đáp án A, 3x trừ y trừ 2z trừ 14 bằng 0. Đáp án B, 3x trừ y cộng 2z trừ 5 bằng 0. Đáp án C, 3x trừ y cộng 2z trừ 20 bằng 0. Đáp án D, 3x trừ y trừ 2z trừ 6 bằng 0. Vậy thì ở bài này, chúng mình phải nhớ nhé. Để làm được, chúng ta sẽ nhớ gì đấy? Phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và song song với một mặt phẳng cho trước. Vậy đầu tiên là mình sẽ có hai cách làm ạ. Đầu tiên là mình sẽ làm gì? Mình viết phương trình gì? À, mình hiểu, mình sẽ có được phương cái mặt phẳng beta này này, sẽ có được vector phát tuyến này. Sau khi có vector phát tuyến rồi mà, bởi vì alpha lại song song với beta, nên là cái vector phát tuyến của mặt phẳng alpha cũng sẽ là vector phát tuyến của mặt phẳng beta. Và khi đó thì chúng ta sẽ viết được phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và nhận cái vector phát tuyến này của beta này làm vector phát rồi là chúng ta ra. Hoặc cách thứ hai nhá, chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là vì cái phương trình của mặt phẳng alpha song song với beta nên là chúng ta sẽ có được cái dạng của phương trình trong trường hợp này là ax cộng by cộng cz cộng với d phẩy bằng 0 đi. Vì cái điểm P của chúng ta đi qua điểm M nên mình thay tọa độ M vào đây cho cô. Mình thay tọa độ M vào là mình sẽ tìm ra được luôn cái số hạng tự do d phẩy của chúng ta, là chúng ta ra được bài này, đúng không? Vậy làm rồi thì chúng ta sẽ ra được thấy đáp án nào chưa nào? À, rồi, nhiều bạn đã ra rồi đấy ạ. Các bạn ra đáp án C, đúng rồi, đáp án C. Chúng ta sẽ tính và chúng ta sẽ thay được luôn ra đáp án C. Vậy ở ví dụ này, sai ở đâu? Sai ở đâu? Con không sai, không bị sai, bởi vì con thuộc rồi. Có những bạn không thuộc thì vẫn bị sai. Thuộc cái gì đấy? Thuộc công thức của công thức gì? Phương trình mặt phẳng đi qua một điểm song song với mặt phẳng cho trước chứ gì? À, tức là thực ra con biết cách làm rồi, không cần phải thuộc công thức ở chỗ này, đúng không? Thế, bây giờ đến ví dụ số 7 nào. Ví dụ số 7. Cho mặt phẳng alpha có phương trình là 2x trừ y cộng 2z cộng 1 bằng 0 và hai điểm A có tọa độ 3, 1, 1 và B có tọa độ là 2, 1, 2. Mặt phẳng P đi qua hai điểm A và B vuông góc với mặt phẳng alpha có phương trình là A nhỏ x trừ 8y trừ 5z cộng 10 bằng 0, B 3x trừ 4y trừ 5z bằng 0, C 3x trừ 4y trừ 5z trừ 2 bằng 0 và đáp án D 3x cộng 4y trừ 5z trừ 8 bằng 0. Để làm được bài này, à, nhớ là xem là phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm A và B rồi lại vuông góc với một mặt phẳng beta cho trước thì mình làm gì? Đầu tiên mình tìm vector phát tuyến của beta, đúng không? Tìm vector phát tuyến của beta là n beta nhé. Sau đó thì mình tìm tọa độ của vector AB. Thế rồi chúng ta biết rằng cái mặt phẳng này vì nó vuông góc với beta này nên là sẽ nhận vector phát của beta là một vector chỉ phương này và AB cũng là chỉ phương nữa. Vậy phát tuyến của mặt phẳng này sẽ là tích có hướng của hai vector. Thứ nhất là phát tuyến của beta và thứ hai là vector AB. Và bây giờ thì sau đó thì chúng mình áp dụng cái cách viết phương trình đường mặt phẳng đi qua một điểm và có vector phát của mình xong rồi, đúng không? Cái khó nhất ở bài này biết là gì không? Biết là gì nào? Và dễ sai nhất đi. À, đây, thứ nhất là mình phải nắm được là có hướng của n beta và AB là vector phát tuyến của mặt phẳng cần tìm. Thứ hai, tính chú cẩn thận đúng vào, bởi vì đa phần hỏi câu này nó lại hay sai ở đâu đấy, hay sai ở chỗ mà tích có hướng ấy lại tính lại bị sai mất, đúng không? Đấy, nào chúng ta thử thao tác để chúng ta xem ở bài này đáp án ra gì. Nhiều bạn, rất nhiều bạn làm rất là nhanh luôn, rất là nhanh luôn, đã đáp số rồi, đáp án B đúng không? Đúng rồi,
Đúng đáp án, giống đáp sở hữu của cô không nào? Đáp án B. Và cách làm của chúng ta cũng là n alpha của chúng ta khi đó là bằng 2 trừ 1, 2. Thế còn vector AB của mình là trừ 1, trừ 2, 1. Và khi đó có hướng thì chúng ta sẽ biết là ta sẽ tính được. Ta nhớ công thức có hướng chưa? À, nhớ rồi đúng không? Đúng rồi, nhớ rồi, nhớ. Chúng ta sẽ có được là đi quanh A và có vector pháp. Ở ví dụ này, vậy thì thuộc nhớ một điều rằng à, nếu một mặt phẳng biết một vector, hai vector chỉ phương hay gọi là cặp vector chỉ phương ấy, đấy, thì mình chỉ cần lấy tích có hướng của cặp vector chỉ phương đó, sau đó thì mình sẽ trở thành vector pháp tuyến và mình viết phương trình mặt phẳng bình thường. Ví dụ số 8. Mặt phẳng đi qua điểm M có tọa độ 3 trừ 1, 5 và vuông góc với hai mặt phẳng beta 3x trừ 2y cộng 2z trừ 7 bằng 0 và gamma 5x trừ 4y cộng 3z cộng 1 bằng 0 có phương trình là A. 2x cộng y trừ 2z cộng 5 bằng 0. B. 2x cộng y trừ 2z cộng 15 bằng 0. Đáp án C. Trừ 2x cộng 2y cộng z cộng 3 bằng 0. Đáp án D. 2x cộng y trừ 2z trừ 16 bằng 0. Vậy ở bài này, qua một điểm vuông góc với cả hai mặt phẳng, bài toán tổng quát của chúng ta sẽ là gì nhỉ? À, chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ cần để ý cho cô rằng là pháp tuyến của beta có chưa? Có rồi. Pháp tuyến của gamma có chưa? Có rồi. Vậy bây giờ chúng ta thấy rằng lấy có hướng cặp vector chỉ phương của mặt phẳng cần tìm chính là có là n beta và n gamma. Vậy pháp tuyến của mặt phẳng này chỉ cần lấy có hướng của hai vector pháp này thôi là xong rồi. Có hướng của hai vector pháp ra được 2, 1, trừ 2. Và thay điểm và công thức vào, chúng ta ra được đáp án là A. À, rất là tốt, rất nhiều bạn làm đúng rồi. Vậy ở bài này thì mình phải làm gì nào? Nhớ nhá, nhớ cách viết phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với hai mặt phẳng trước. Vậy nó vẫn là bài toán tìm cặp vector chỉ phương đấy. Cặp vector chỉ phương lấy có hướng của cặp vector chỉ phương này thì lập tức mình sẽ ra được vector pháp tuyến đúng không? Đấy, ra sang ví dụ số 9 nào. Cho điểm Y có tọa độ 1 trừ 2, 4 gọi MNP là lượt là hình chiếu của điểm Y trên các trục OX, OY, OZ. Vậy phương trình mặt phẳng MNP là phương trình nào trong các phương trình sau đây? À, chúng ta nhìn này. X trên 1 trừ Y trên 2 cộng Z trên 4 bằng 1. Chúng ta viết như thế này, chúng ta nhìn được ngay phương trình đoạn chắn đúng không? Đáp án B là X trên 1 cộng Y trên 2 cộng Z trên 4 bằng 1. Đáp án C, X trên 1 cộng Y trên 2 cộng Z trên 4 bằng 0. Và đáp án D là X trên 1 cộng Y trên 2 cộng Z trên 4 bằng 0. Ôi, phương trình mặt phẳng chắn là bên phải phải là bên phải là thường là số mấy nhỉ? À, nhìn. Vậy phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn của chúng ta chính là x trên a này cộng với y trên b này cộng với z trên c này phải bằng 1 nha. Bằng 1, vậy nhìn thấy bằng 1 là biết ngay là nếu mình nhớ công thức là mình loại luôn hai cái đáp án đằng sau rồi, đúng không? Chỉ có mỗi hai cái đáp án hoặc là a hoặc là b thôi. Vậy thì bây giờ làm thế nào biết là đáp án nào cần tìm nào? Mình để ý này, cái điểm 1 trừ 2, 4 ý, thì cái hình chiếu của y trên OX ý, thì chính là mình chỉ để mỗi hành độ thôi. Hai cái tung độ và cao độ này là bằng 0, tức là điểm của tọa độ là 1, 0, 0. Thế còn nếu mà chiếu trên OY thì mình giữ lại gì đã? À, giữ lại tung độ trừ 2, đúng rồi. Vậy đó là 0 trừ 2, 0. Thế còn nếu mà trên OZ thì mình sẽ để là 0, 0, 4, đúng không? Vậy phương trình mặt phẳng mà đi qua ba cái điểm này tương ứng với ba điểm trên ba trục tọa độ, vậy chúng ta sử dụng phương trình mặt chắn, chúng ta sẽ có được là gì đấy? X trên 1 cộng Y trên trừ 2 và cộng với Z trên 4 bằng 1. Vậy đáp án cần tìm là đáp án A. Trời ơi, bài này chỉ cần nhớ mỗi cái công thức là xong thôi, đúng không? Nhớ bên là bằng 1 nhá. À, X chia cho giao điểm của trục hoành này, cái điểm mà hình chiếu trên trục hoành ấy, cộng với Y trên trục tung này, cộng với Z xong rồi trên trục cao này, bên phải là số 1, bằng 1 nhá. Bằng 1. Câu số 10 và ví dụ số 10.
cô cùng với cô nhé, cô nghĩ là chúng ta sẽ cùng kịp với cô đấy, bởi vì là mình sẽ đọc đề và mình sẽ suy nghĩ ngay và bật ra cái lời giải ngay lập tức nhá. Vì thi trắc nghiệm ý thì chúng ta biết là thời gian cực kỳ eo hẹp trong một câu, đóng hết đề bài gần như mình phải nắm được cách làm đấy. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng mà chắn ba trục tọa độ dưới ba đoạn bằng nhau? Thứ nhất, a cộng là x cộng y cộng z trừ 3 bằng 0, b là x cộng y trừ 3z trừ 2 bằng 0, c là x trừ 3y cộng z trừ 1 bằng 0, và d là 3x cộng y cộng z bằng 0. À, nhìn từ nãy đến giờ mình nhớ được cái phương trình mặt phẳng rồi. Vậy thì chúng ta phải có một cái, phải để ý rằng là nếu nó chắn trên ba cái trục tọa độ mà ba đoạn bằng nhau, vậy thì rất đơn giản là gì ạ? Hệ số của x, y, z phải bằng nhau rồi thì nó mới chắn trên ba trục bằng nhau, bởi vì bên phải là số 1 đúng không? Bên phải là số 1 đúng không? Vậy thì với cái bài như thế này thì cái đáp án mà chúng ta vừa nhìn thấy ở đấy ấy, đáp án D nhá, là nó đi qua góc tọa độ như thế này nhá. Thôi, bỏ qua luôn. Đúng không? Bỏ luôn. Đấy. Bởi vì thế còn ba cái mặt phẳng còn lại thì chúng ta thấy là hệ số của nó này, cái này không như nhau thì bỏ, B bỏ, C bỏ, chỉ có mỗi A là đảm bảo thôi, hệ số của x, y, z như nhau thì mình lấy, đúng không? Lấy luôn. Đấy. Vậy thì ở bài này nắm được cái gì ạ? Nhớ một điều rằng mặt phẳng chắn ba trục tọa độ với ba đoạn bằng nhau thì hệ số của x, y, z là sẽ bằng nhau. Cơ sở 11. Cho ba điểm A có tọa độ 1, 1, 1, B có tọa độ 0, 1, trừ 1, C có tọa độ 1, 2, 1, 3. Trong các đáp án dưới đây, đâu là vector phát tuyến của mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C? Thứ nhất, vector N có tọa độ 1, 1, 1. Thứ hai, vector N có tọa độ 0, 0, 0. Thứ ba, vector N có tọa độ 2, 2, 2. Và thứ tư, đáp án khác. Ai, chúng ta nhìn thấy 0, 0, 0 là buồn cười chưa? Bởi vì lúc nãy chúng ta cùng nói với nhau là gì? Vector phát tuyến là vector khác vector 0, nên không bao giờ có tọa độ là 0, 0, 0 cả. Đấy, cô chỉ kiểm tra một chút một mình thêm, mình nhớ không thôi. Đáp án B lại luôn, đúng không? À, đáp án B lại luôn. Thế bây giờ thì cùng với cô xem là cái hai cái đáp án kia thì như thế nào. Ờ, chúng ta nhìn thấy rằng là vector AB của mình, vector AC của mình, chúng ta nhìn thấy không? Trừ 1, 0, trừ 2 tọa độ của vector AB, còn AC là 1, 0, 2. Vậy hai vector như này như thế nào với nhau? Hai vector này như thế nào với nhau? Ôi, vector AB lại bằng trừ vector AC. Điều đó có nghĩa là hai vector này là hai vector cùng gì? Cùng phương, mà lại cùng đi qua một điểm A. Điều đó có nghĩa là nó sẽ đi ba điểm này là ba điểm thẳng hàng. Ba điểm thẳng hàng có xác định một mặt phẳng không? Không. Vậy khi không xác định mặt phẳng thì lấy đâu ra vector phát tuyến? Vậy là chúng ta chọn đáp án D là đáp án cuối cùng đúng không? Đáp án khác. Đúng rồi. Vậy là ở đây ấy, cái sai lầm mà mình mắc phải là gì đấy? Biết không? Biết không nhỏ? À, phải nhớ nhá, mình phải kiểm tra cái tính thẳng hàng của các điểm này khi người ta cho đề bài về mặt phẳng, kiểm tra xem nó có thẳng hàng không. Nếu thẳng hàng thì thôi, nó không có tồn tại mặt phẳng duy nhất đi qua ba điểm đó, và như thế thì đáp án nó là vô số, đúng không? Đấy. Vậy thì từ nãy đến giờ chúng ta xem nào, cùng với cô nào. À, chúng ta nhìn cho cô xem là chúng ta có những cái nhầm nào mà hay vấp phải nhá. Nhầm thứ nhất là gì ạ? Ồ, thứ nhất là nghĩ rằng là quyết đi z thì nó là phương trình đường thẳng, đúng không? Đấy, nghĩa là cứ thấy có hai ẩn x, y thôi thì nghĩ là nó là đường thẳng. Thế thì không phải đâu nhá, nó vẫn là phương trình mặt phẳng. Cái thứ hai mà chúng ta thấy rằng là khi mà là mình viết cái phương trình mặt phẳng mà khi biết tọa độ và cái tọa độ điểm và vector phát tuyến ý, mình hay bị thứ nhất là quên công thức này. Thứ hai là bị làm gì? Nhầm cái dấu tọa độ dương âm này. Xong thì thứ ba là gì? Gì nữa nào? À, cái tọa độ của vector phát tuyến thành tọa độ điểm của mặt phẳng ấy. Đấy, cứ hay bị đổi vị trí. Đấy. Thế thì ở cái phần này từ nãy đến giờ cô dạy là có bị nhầm nữa, đấy là cái công thức tọa độ của tích có hướng của hai vector. Đấy, chúng ta nhớ nhé, bắt đầu từ gì đấy, có hướng là nó sẽ là chúng ta viết dưới dạng định thức cấp 2 như thế này, nhưng thực ra là viết như thế này cho nó dễ nhìn thôi, không cần phải nhắc định thức đâu, nó là tích chéo chẳng hạn. Thì chúng ta viết như thế này để chúng ta thấy rằng là bắt đầu từ cùng độ, xong rồi đến gì đấy, cột này là cột gì? Cào độ.
xong rồi cao, ngoánh, ngoánh, rồi tung. Vậy nhớ nhá, bắt đầu từ tung độ và chúng ta cũng kết thúc từ ở tung độ. Nếu chúng ta lấy có hướng vector A trước thì chúng ta sẽ để tọa độ của vector A trước, B sau, chúng ta để như thế này. Và với trên tích chéo thì chúng ta sẽ có được là A2, B3 trừ đi A3, B2. Và cái này là A3, B1 trừ đi A1, B2. Còn trong trường hợp này thì cao độ của nó là A1, B2 trừ đi A2, B1. Được không nào? Và cô tin rằng là phần này vẫn chưa có gì mà làm cho mình khó khăn lắm đâu đúng không? Chưa khó khăn lắm gì đâu. Vậy cùng với cô sang cái phần mà nó nhiều thứ hơn một chút đấy. Đấy là phần đường thẳng này, khoảng cách này và góc. Vậy ở bài này, ở ví dụ số 12, cho hai đường thẳng D có phương trình là x bằng 1 trừ 2t, y bằng 5 trừ t, z bằng 3 cộng t. Đây là phương trình gì? Phương trình gì ấy? Phương trình gì của đường thẳng? Phương trình tham số. Phương trình tham số. Tham số ở đây là t. Còn đây, chúng ta sẽ có được là d' là x trừ 2 trên 2 bằng y trừ 1, bằng y trên 1 bằng z cộng 1 trên trừ 1. Vậy là phương trình chính tắc. Vậy chúng ta sẽ nhìn được đây là vector gì ạ? Chỉ phương này, trừ 2, trừ 1, 1 là vector chỉ phương của đường thẳng D. Thế còn 2, 1, trừ 1 là chỉ phương của đường thẳng D'. Và chúng ta thấy rằng là đề bài yêu cầu là xác định phương trình tổng quát của mặt phẳng alpha đi qua điểm A có tọa độ 3, 2, trừ 4 và song song với D và D'. Vậy chúng ta thấy bài toán của chúng ta, bài toán tổng quát của chúng ta chính là bài toán gì nhỉ? Bài toán gì? Phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và song song với hai đường thẳng cho trước, đúng không? Vậy thì mình làm thế nào ạ? Mình phải làm gì? Đầu tiên mình phải nhìn vector chỉ phương, đấy cô vừa chỉ rồi nhá. Vừa chỉ xong vector chỉ phương có hai đường thẳng dưới dạng cả tham số cả đoạn chính tắc. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì nào? Mình sẽ lấy có hướng hai cái vector chỉ phương này thì nó sẽ ra vector pháp của mặt phẳng thân tim. Và khi có vector pháp tuyến và một điểm đi qua thì có xong chưa? Xong luôn. Đúng không? Vậy vẫn quy về cái kiểu gì đấy ạ? Sâu xa của nó vẫn là viết phương trình mặt phẳng khi biết cặp vector chỉ phương của nó đấy, đúng không? Và vậy thì với bài này chúng ta tính luôn nhá. Thế chúng ta sẽ ra được đáp án của chúng ta là chúng ta ra được UD này, chỉ phương của D này, rồi chỉ phương của D phẩy này. Chúng ta sẽ có hướng ở trong trường hợp này là chúng ta sẽ chọn luôn hai điểm M với cả M phẩy nhá. Chúng ta lấy M thuộc D với cả M phẩy thuộc D phẩy. Chúng ta sẽ ra được có hướng trong trường hợp này, đúng không? Và chúng ta sẽ ra được đáp án của chúng ta là đáp án C, đúng không? Đáp án C. Tại sao mình lại làm như vậy? Bởi vì là đây chính là cái cách mà để viết cái phương trình. Đây, cái bài này chính là chúng ta sẽ viết phương trình mặt phẳng mà chúng ta đi qua một điểm và song song với cả hai đường như thế này. Thì cái để ý là chúng ta nhìn này, cái điểm thứ nhất mình lấy trên đường D này này là mình lấy điểm 1, 5, 3. Tất nhiên mình có thể lấy điểm khác cũng được ấy, cho T bằng 1 hay T bằng 2 hay T bằng 1.000 cũng được. Nhưng mà thôi, tốt nhất là mình chọn cái trường hợp đấy, cho T bằng 0 thì nhìn cho nó dễ nhìn, đúng không? Nhìn ra luôn. Còn đây chúng ta sẽ có tọa độ là 2, là 0, là trừ 1. Chúng ta nhớ nhá, là trừ 1 nhá, chứ không phải là 1 đâu nhá. Nhiều bạn sai ngay từ đầu ấy là bởi vì những cái lỗi như thế này này, chứ cũng không phải lỗi to tát gì đâu ấy. Đấy, nó chỉ bị nhầm dấu trên tọa độ thôi là hay bị lắm. Vậy ở bài này thì là mình nắm được cái cách làm là chúng ta xong rồi, đúng không? Làm ví dụ tiếp theo, 13. Cho điểm M có tọa độ là 2, 1, trừ 1 và mặt phẳng alpha có phương trình là trừ 2x cộng 2y cộng z trừ 3 bằng 0. Vậy khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng alpha sẽ là khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Nhớ công thức không? Nhớ không nhờ? Công thức này dễ quá vì trong sách giáo khoa, đúng rồi, công thức này có trong sách giáo khoa rồi. Nên là em thuộc rồi cô ơi. Đấy, điểm M và mặt phẳng alpha. Có biết lỗi mình hay sai là gì không? Ở phần này này. Quên chỉ tuyệt đối. Đấy. Thế nhiều bạn nhá, còn viết khoảng cách bằng âm luôn. Ra khoảng cách bằng âm nên là vô lý luôn, đúng không? Nhớ chỉ tuyệt đối nhá, vì khi thay tọa độ của điểm M vào đây. Đấy, chúng ta sẽ có được AX0 này, cộng BY0 này, cộng CZ0 này, cộng với D này.
Và trên căn bậc 2 của cái này, bản chất của nó chính là độ dài của vector pháp tuyến của cái mặt phẳng alpha này đấy ạ. Mặt phẳng alpha là có vector pháp có tọa độ là A, B, C. Được chưa? Vậy chúng ta có từ đây chúng ta chú ý nhé. Thì cái cách mà khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song ấy, thì chúng ta cũng lấy một điểm thuộc mặt này và tính khoảng cách đến mặt còn lại, thì đấy cũng chính là khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Bây giờ thì ở bài này chúng ta thay vào và chúng ta thấy rằng khoảng cách từ M đến alpha, hay nhá, nhớ để chữ tuyệt đối và chúng ta ra bằng 2 đấy. Đúng rồi, rất nhiều bạn là đậm đáp số của cô đúng không? 2. 14. Cho hai mặt phẳng song song. Mặt phẳng P có phương trình là x cộng y trừ z cộng 5 bằng 0. Mặt phẳng Q là 2x cộng 2y trừ 2z cộng 3 bằng 0. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng P và Q là gì? Trừ 7 phần 7 chia 2 căn 3. Đáp án B, 2 phần 3. Đáp án C, 6. Đáp án D, 7 chia 2 căn 3. Ôi, cô vừa dặn xong, khoảng cách ở trong công thức có chữ tuyệt đối, có bao giờ nó bị âm đâu, đã khoảng cách thì nó luôn lớn hơn nó bằng không mà. Nên là thôi đáp án A là loại rồi đúng không? Nhìn là phát là loại luôn rồi. Vậy chỉ còn B, C, D thôi. Vậy chúng ta thử tính nhá. Chúng ta tính thay vào công thức chúng ta ra luôn. Hay luôn này, chúng ta thay vào này. Thay nhá, thay tọa độ của điểm này, điểm M này vào mặt phẳng Q thì mình sẽ có gì đây? Trừ 1 thay vào chỗ x này. Đấy, 2 nhân trừ 1 này. Cái này trừ 1 thay vào y này. Đấy, 3 thay vào z này. Chúng ta sẽ có được 2 nhân trừ 1 cộng với 2 nhân trừ 1 nữa. Đấy, và chúng ta sẽ có được là 2 nhân về trừ đi 2 nhân 3 và cộng với 3. Thì kết quả là 7 chia cho 2 căn 3. Hoặc là không thì nếu người ta ra mà chụp căn thức ở mẫu rồi thì chỉ là 7 căn mấy? Căn 3 trên 6, đúng rồi. Đúng rồi, nhiều bạn bảo cô là 7 căn 3 trên 6, đúng rồi. Vậy mình phải nhớ công thức khoảng cách thôi, đúng không? Nhớ công thức khoảng cách là xong phần này luôn. Vậy từ nãy đến giờ, cô, cái OXYZ này thực ra thì không khó lắm đâu. Chỉ quan trọng nhất là tất cả các công thức cơ bản là phải thuộc lòng ấy. Không bịa công thức được, không sáng tạo ra được công thức, đúng không? Học thuộc, đấy, để cho nó đúng. Và đây cũng là một trong những công thức mà ở ví dụ số 15, chúng ta xem nhé. Cho hai mặt phẳng alpha có phương trình là 2x trừ y cộng với z trừ 3 bằng 0 và beta là trừ 3x cộng 4y trừ 5z bằng 0. Thì khi đó góc tạo bởi hai mặt phẳng alpha và beta sẽ là công thức góc tạo bởi hai mặt phẳng. Chúng ta nhớ nhé, là chúng ta sẽ lấy vector pháp tuyến của mặt phẳng thứ nhất và vector pháp tuyến của mặt phẳng thứ hai. Vì góc giữa hai mặt phẳng là góc nằm từ lớn hơn bằng 0 độ và nhỏ bằng 90 độ, nên nó sẽ bằng hoặc là bù với góc của hai vectơ pháp tuyến của hai mặt phẳng tương ứng. Chính vì vậy mà chỗ này này, chúng ta quan sát phải có trị tuyệt đối này. Ai mà quên trị tuyệt đối coi như hỏng đấy nhá. Chỗ này phải có trị tuyệt đối vì góc giữa hai vectơ là góc nằm từ 0 cho đến 180 độ. Chính vì vậy mà cốt này nó có thể âm. Đấy, nên phải định trị tuyệt đối thì sẽ kết quả sẽ là dương. Vậy cốt là tức là góc tạo bởi hai mặt phẳng luôn luôn là góc nằm từ 0 cho đến 90 độ, nên là cos của nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy chỗ này chúng ta nhớ cho cô cái trị tuyệt đối không bao giờ được quên. Và nhìn trên cái công thức này thì chúng ta đọc này. Cái này thì đọc là trị tuyệt đối của vô hướng n alpha và n beta, tức là trị tuyệt đối của tích vô hướng của hai vector pháp tuyến. Thế còn cái này là chia cho gì đấy? Tích độ dài, chỗ này chúng ta đừng đọc là trị tuyệt đối nhá, chúng ta đọc là độ dài của vector pháp tuyến n alpha và độ dài của vector pháp tuyến n beta. Vậy chúng ta ra được công thức này và luôn luôn nhớ giúp cô là gì ạ? Là cái này có trị tuyệt đối, đúng chưa? Đúng rồi. Vậy thì cos của chúng ta trong trường hợp này là bằng bao nhiêu? Nhiều bạn ra rồi. Các bạn nói rằng là kết quả bằng căn 3 trên 2. Và căn 3 trên 2 là bằng bao nhiêu đây? Bằng 30 độ. Nhiều bạn là bảo cũng nhìn thấy ra 150 độ, nói với cô 150 độ. Nhưng mà nghe 150 độ là không thể đúng rồi. Vì sao ạ? Vì góc giữa hai mặt phẳng là nằm từ 0, lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 90. Không có chuyện lớn hơn 90. Nên là mình luôn luôn lấy phần
nếu nó nếu mà mình nhớ rằng là à cô con thấy cái quả này tính ra hình như nó ra cái giá trị này thì mình lấy phần bù của nó nhá. Đấy. Câu số 15, vậy chúng ta đã xong rồi, đúng không? Câu số 16. Câu số 16 thì trong không gian với hệ tọa độ OXYZ thì chúng ta sẽ cho đường thẳng D1 và D2 cắt nhau có phương trình là D1 này, x-1/2 bằng y-7/1 bằng z-3/4 và D2 là có phương trình dưới dạng tham số x=6+3t, y=1-2t, z=2+t. Tọa độ giao điểm của D1 và D2 là. Vậy chúng ta nhìn thấy nhé, phương trình thứ nhất cho dưới dạng chính tắc, phương trình thứ hai cho dưới dạng tham số. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tìm được tọa độ giao điểm? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển cả hai cái phương trình này về dưới dạng gì? Tham số. Phương trình thứ nhất về tham số thì mình sẽ chú ý này, chỗ này chúng mình chỉ cần viết là nó bằng một cái S thôi. Sau mình nhân chéo lên thì chúng ta sẽ có ngay được cái này bằng S nhá. Thì nó sẽ bằng là 1+2S, 7+S và 3+4S. Đúng không ạ? Đấy, nhìn đấy luôn. Và đề bài ở phần người ta cho cái phương trình còn lại ấy cũng là theo tham số rồi, theo t rồi. Vậy mình sẽ cho hai cái đến bằng nhau và mình tìm ẩn s và ẩn t. Có đố các em biết với bài này cái khó khăn nằm ở đâu? À đúng rồi, nhiều bạn đã phát hiện ra ngay khó khăn ở chỗ là mình cứ nghĩ là tất cả các tham số nó đều phải t, vì cứ thấy lúc nào cô cũng đưa phương trình đường thẳng có dạng như thế này mà tham số là cô chọn tham số là t. Vậy thế là mình cứ cho t hết thì làm sao mà tìm được, đúng không? Vậy nhớ rằng chúng ta cho những tham số khác nhau để chúng ta tìm ra những giá trị khác nhau nào đây nhá. Ở đây chúng ta sẽ dùng s và t và tìm s và t thì chúng ta sẽ ra được tọa độ giao điểm. Vậy ở phần này sai lầm của chúng ta chủ yếu là chúng ta ký hiệu ở phương trình tham số của một đường thẳng ấy toàn bộ đều là t, thế là mình không có tìm được cái tọa độ giao điểm, đúng không ạ? Mình cứ thấy là vô nghĩa. Ở ví dụ 17, cùng cô sang 17. Chúng ta xếp bài toán vào lời giải dưới đây. Ở bài này cô cho đề bài nhá. Là trong không gian với hệ tọa độ OXYZ cho hình lập phương ABCD A'B'C'D' với các tọa độ A 0,0, B 1,0, D 0,1,0 và A' là 0,0,1. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng A'C và MN. Vậy ở bài này và cùng một cái lời giải như thế này gồm có 4 bước. Câu hỏi là lời giải trên bắt đầu sai ở bước nào? Ồ, đây cũng là một dạng bài mà nếu mà chúng ta có thấy rằng nó cũng là một dạng bài trắc nghiệm rất là hay vì yêu cầu mình đọc rất là tỉ mỉ. Mình sai ở bước nào, mình tính toán sai ở bước nào thì mình sẽ hay bị kết luận ở bước đấy sai. Đấy, chúng ta nhìn thêm. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ có được là tọa độ điểm C. Phải tìm tọa độ điểm C. Bởi vì ở đây mình sẽ có AB bằng vector DC nhé. Đây là lỗi sai rất hay gặp. Toàn bộ là hay viết thành AB bằng CD luôn. Toàn bộ hay viết là vector AB bằng vector CD. À, phải để ý, chúng ta khi chúng ta ra hình bình hành ấy thì chỗ này nó là vector AB bằng vector DC để mình suy ra tọa độ điểm C. Nên là nhiều bạn là sai ngay từ vị trí này luôn. Đấy. Và MN là trung điểm thì chúng ta dùng công thức là trung điểm của một đoạn thẳng chính là tọa độ của nó là trung bình cộng của hai cái đầu bút. Vậy chúng ta sẽ ra được tọa độ của M với N. Khi xác định tọa độ MN rồi chúng ta tính được vector MN. Ra được vector MN rồi, có được A'C rồi, bởi vì mình có AC rồi mà thì mình có A đúng không? A' rồi đúng không? Vậy mình tính được có hướng của hai cái vector này. Có hướng rồi thì chúng ta sẽ ra được cái này là 1,0,1 và đây chính là vector pháp tuyến của một phẳng. Và chúng ta sẽ qua điểm. Đấy, qua điểm A' nên chúng ta viết được phương trình mặt phẳng, viết được phương trình mặt phẳng P đúng không? Viết được P rồi. Khi viết được P rồi thì bây giờ mình tính khoảng cách. Đấy, khoảng cách sẽ là M đến P, thay vào nhá, thay vào đâu rồi, M đâu rồi, 1/2 cộng với Z là 0-1, đúng rồi, chia cho căn bậc 2 của 1 bình cộng 0 bình cộng 1 bình, đúng rồi. Vậy chúng ta sẽ lấy được cho cô là bằng mấy đây nhỉ? À chỗ này có bị lỗi một chút, đánh máy nhá.
bỏ cho cô cái chỗ trừ một đấy đi, và kết quả người ta ra bằng chính vì cái lỗi này là cố tình tạo ra để tạo ra lỗi sai. Nên là nếu bạn đã ôi cái lỗi đánh máy của cô nằm ở đây rồi, lỗi đánh máy ở đây rồi, nhưng thực ra là đây là đọc lại đề bài đi, đề bài của cô là đây vẫn là đề bài. À, lời giải trên bắt đầu sai từ bước nào? Bước này này, bước này rồi, mình nhìn thấy ngay rồi. Sai, cứ tưởng là cô đánh máy sai, ở trên đúng hết, đúng không? Vậy thì bài này mình phải nhớ được cho cô rằng cái khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau được dùng với công thức. Đây là một trong những công thức, nói thật đấy, khó nhớ, gần như là công thức khó nhớ nhất đấy của cái phần phương trình đường thẳng này, nhưng lại rất hay gặp, rất hay hỏi. Vậy chúng ta để ý cho cô là cái này chúng ta sẽ có được nhìn hai cái đường thẳng D và D phẩy, có hai điểm, lấy hai điểm M và M phẩy lần lượt trên hai đường thẳng này. Khi đó thì khoảng cách giữa hai đường thẳng D và D phẩy được tính bằng, chúng ta sử dụng cái ứng dụng tích vô hướng, chúng ta cũng đã chứng minh được cái công thức này luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ có được là có hướng của hai vector chỉ phương của hai đường thẳng này, lại vô hướng với vector M, M phẩy này. Đấy, vô hướng vector M phẩy này. Đấy, thế sau đó thì là gì ạ? Thì lấy trị tuyệt đối của cái này, vì hai vector vô hướng với nhau thì ra một con số, thì cái này là trị tuyệt đối, cái hai cái trên cùng phải đặt là trị tuyệt đối. Thế còn ở dưới thì là độ dài của vector có hướng ngoài vector u và u phẩy, đúng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ để ý cho cô là đây này, phải bỏ cái này đi. Vậy kết quả cuối cùng chúng ta ra được 1 chia cho 2 căn 2. Vậy là cùng với cô thì chúng ta biết ngay được là cái đáp án ở câu này sai ở đâu rồi, đúng không? Ở bước mấy rồi? Đúng rồi, sai lầm ngay ở bước cuối cùng. Cái chỗ cuối cùng, cái chỗ mà mình rất ít khi để ý và nhìn liếc rất là nhanh, bởi vì nghĩ rằng là ôi, ở trên đúng hết rồi mà không biết là sai ở đâu luôn. Rất nhiều bạn là chăn trở, cô không tìm ra lỗi sai, con chẳng thấy sai gì, đúng không? Vậy thì cái kinh nghiệm là như lần trước cô dặn nhá, là kiểm tra bài ấy, phải kiểm tra như kiểm tra cho người khác ấy, thì phải kiểm tra thật sát sao đến tận cuối cùng để thôi. Cái chỗ công thức ấy, cái chỗ đáp số cuối cùng ấy, chỗ thay số ấy, là cái chỗ cũng hay sai lắm ấy. Đấy, vậy thì ở bài này thì là nhớ nhá, công thức giữa hai đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau trong không gian, công thức của nó. Nếu bạn nào mà sợ không thể nhớ được ấy, nhớ theo quy tắc của cô yêu cầu rồi đấy, sau một giờ học lại ngay cái công thức đấy, sau ngày mai học lại, sau đó thì tuần sau lại học lại, dán cái công thức đấy trước mặt đi, trước mặt bạn học ấy. Đấy, mà thậm chí bần cùng lắm ấy phải nhưng mà thôi không ghi vào tay, nhiều bây giờ mà ghi vào tay thì covid một lúc lại đi rửa tay ngay lập tức, đúng không? Đấy, ghi vào tờ giấy dán trước mặt bàn chỗ bàn học của mình. Và tất nhiên là bên cạnh cái công thức đấy ấy còn mấy cái công thức khó đây và rất hay quên ý. Đấy là công thức liên quan đến ứng dụng của tích có hướng ấy. Nào thì đồng phẳng của ba vector ABC là có tích hội, người ta gọi có thể được gọi là tích hội tạp, nhưng mà đây là có hướng của hai vector AB rồi vô hướng với vector C là bằng con số 0. Bằng con số 0 nhá, không phải vector 0 đâu nhá, bởi vì đây là tích vô hướng mà. Thế còn diện tích của hình bình hành này, diện tích bình hành này là bằng gì ạ? Độ dài của vector tích có hướng của hai vector AB và AD là hai vector tạo ra cái hình bình hành này. Nhiều bạn quên cho cô hai cái thanh ở ngoài cùng. Ai bảo cô thôi đừng nào, cái tí em lấy chuyện tuyệt đối. Có phải không ạ? Nó có phải trị tuyệt đối không ạ? Không, nó là độ dài của vector ạ. Thế vậy, tương tự, diện tích tam giác thì bằng một nửa của diện tích hình bình hành tạo bởi hai cái vector này thôi. Khối hộp thì nó bằng gì ạ? Bằng chỗ này đặt là gì? Trị tuyệt đối của tích hỗn tạp của ba vector, mà nó giống như cái điều kiện ba vector tính ở cái chỗ mà đồng phẳng ấy, nó giống y như thế đúng không? Đấy, cái chỗ đấy thì chúng ta sẽ có được nó ra bao nhiêu ở cái tích hỗn tạp này, thì mình lấy trị tuyệt đối của nó thì ra thể tích của cái hình hộp mà tạo bởi ba cái vector. Đấy. Thì đây, hình hộp tạo bởi ba vector. Nó nhìn thấy không? Đấy, ba vector này, mình sẽ lấy tích hỗn tạp, tức là mình chỉ cần là gì ạ? Cứ lấy có hướng hai cái và vô hướng cái còn lại, nhưng phải nhớ là lấy trị tuyệt đối của nó. Nhớ nhá, ba vector này có thể điều chuyển với nhau. Nhiều bạn mà cô có bắt buộc phải giữ nguyên cái vị trí như này không? Không. Mình có thể lấy có hướng của AB xong thì với AA phẩy rồi mới vô hướng với vector AD cũng được. Đấy, thì có nghĩa là chỉ cần đảm bảo là tích hỗn tạp của ba vector này thôi.
tức là có hướng 2 vector và vô hướng 2 vector còn lại. À, thế thì thể tích của tứ diện, thể tích của tứ diện là bằng gì ạ? 1/6, chúng này nhớ nhá, 1/6. Thì làm sao để nhớ được 1/6? Nhiều bạn vào cùng ông toàn nhầm 1/3 quá. 1/3 nhầm với cái công thức mà tính thể tích của bình thường là 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao thì ra được là thể tích của một khối chóp ấy. Đấy, thế nhưng mà sang bên này hay là tứ diện ấy mà sang bên này lại có 1/6, không nhớ được. À vậy chúng ta nhớ rằng là chúng ta xuất phát từ cái hình hộp, khối hộp, thì khối hộp của mình có thể chia được thành mấy cái? 6 cái tứ diện. Đấy, chúng ta nhớ cái lý thuyết này rồi đúng không? Vậy cái này sẽ ra được 1/6. Nên chúng ta chỉ cần nhớ cho cô cái chỗ này là 6. Một khối hộp chia được 6 tứ diện. Anh tin thì chia thử thì biết. Đấy không? Mình có cái bài chia đấy. Đấy, đây là những cái công thức mà hay quên. Cô khuyên ấy, cứ dán trước mặt bàn học thuộc lòng cái phần này thì thôi. Bởi vì đây là những công thức mà hay quên lắm luôn. Vậy tổng kết nào? Cùng cô tổng kết. Từ nay đến giờ sai những cái gì rồi? À, thứ nhất là các tham số của đường thẳng thì mình toàn để cùng một loại là T thôi. Hai là sai công thức khoảng cách này. Rồi sai công thức tính khoảng cách giữa từ một điểm đến một mặt phẳng này. Sai công thức tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song này. Đấy, rồi là những cái công thức khó nhớ như là cái công thức khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau ấy. Đấy, khó nhớ. Rồi là công thức tính góc giữa hai mặt phẳng này. Đấy, rồi là sự mở rộng của hình học phẳng ra hình học không gian từ lớp 10 đến lớp 12 này, cộng với tính toán nhoằng nhoằng và rất dễ sai, rất dễ nhầm dấu. Không sai công thức thì lại sai ở phần tính toán, nên là làm cho mình hay bị mắc lỗi sai ở phần này đúng không? Thực ra thì nó không khó đâu, nhưng mà tính toán thì mình phải cẩn thận nhá, thì nó sẽ khắc phục được lỗi sai. Nhưng có một cái này cũng phải dặn, đấy là rất hay ngộ nhận luôn, rất hay ngộ nhận. Đấy, ngộ nhận này là nó gắn từ cái ngộ nhận ở trong cái hình học không gian mà mình học lớp 11 ấy, mình học hay quên ấy. Thế nên là bây giờ sang cái phần hình học không gian giải tích OXYZ là mình cũng ngộ nhận như thế luôn. Cái ngộ nhận to đùng luôn. Thứ nhất là gì ạ? À, cứ nghĩ rằng hai đường thẳng vuông góc với nhau ấy thì là nó sẽ cắt nhau luôn rồi. Cứ hiển nhiên vuông góc là cắt. Thế nhưng mà mình không nhớ được như thế này này, nó cũng vuông đây này, nhìn thấy không? Đường thẳng này với cái này cũng vuông đây này. À đây, cô ký hiệu như thế này đúng không? Thì đập vuông, nhưng nó đâu có cắt đâu, đúng không ạ? Đấy. Thế xong rồi, cái thứ hai nữa là gì ạ? Ngộ nhận thứ hai tiếp tục là gì? À, trong không gian thì cô nghĩ là hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Nhìn luôn cho cô ở cái góc nhà mình ý. Đấy, đường thẳng này, này. Đấy, vuông góc với cái một đường. Nhưng mà cái đường này nó cũng vuông góc tiếp với cái đường bên này nữa. À, không biết cô chỉ có nhìn hiểu được gì không. Nhưng mà hai đường này thì nó chả song song với nhau gì cả, nó còn chéo nhau cơ. Đấy, vậy thì là cái ngộ nhận thứ hai. Ngộ nhận tiếp theo là chúng ta sẽ có được là hai đường thẳng thuộc hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì vuông góc với nhau. Ồ, cứ nghĩ rằng là một cái đường bất kỳ nằm ở trên mặt này, mặt bạc bảng với cái mặt nền nhà này là nó luôn vuông góc với nhau. À không đúng đâu. Chúng ta nhớ rằng là gì ạ? Chỉ có đường nào thôi. Ồ đúng rồi, chỉ có đường nào vuông góc với giao tuyến thôi thì sẽ vuông góc với những cái đường của mặt còn lại đúng không? Đấy. Thế thì tiếp theo một cái nhầm lẫn nữa là góc giữa hai đường thẳng luôn luôn là bằng góc giữa hai vectơ chỉ phương. Thì cứ nghĩ là hai cái đường thẳng có hai vectơ chỉ phương không? Thì góc giữa hai đường thẳng đấy chính là góc giữa hai vectơ chỉ phương không? À nhầm ở đâu đấy? Bởi vì góc giữa hai vector là góc nằm từ 0 đến 180 độ. Thế còn góc giữa hai đường thẳng lại là góc nằm từ 0 đến 90 độ. Nên nó sẽ bằng hoặc bù thôi. Tức là gì? Góc giữa hai đường thẳng là bằng hoặc bù với góc giữa hai vector chỉ phương của hai đường thẳng đó nhá. Thế còn cái cuối cùng, cô để cái chỗ này hơi mờ một chút để chúng ta nhìn thử xem nó là cái gì nhỉ? À, hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. Ôi, cái này thì nhìn rõ quá rồi. Nhìn rõ quá rồi. Chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy mặt phẳng bảng của cô vuông góc với mặt nền nhà đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái mặt tường bên này này cũng vuông góc với mặt nền nhà đúng không? Nhưng mà hai mặt phẳng này không hề là sao? Không hề là song song với nhau luôn. Vậy thì chúng ta hãy tránh tất cả những cái ngộ nhận của nhiều không gian mà chúng ta đưa vào trong cái hình học giải tích
trong không gian như thế này để chúng ta làm bài. Làm như vậy là hay bị sai lắm nhá, để ta tránh những cái ngộ nhận này ra. Và cô tin rằng khi mà chúng ta cùng với cô nhắc lại như thế này thì tất nhiên là mình sẽ không bị nhầm lần sau rồi. À, sang đến cái mặt cầu. Mặt cầu thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó chính là mở rộng từ đường tròn ở trong mặt phẳng ấy, thì chúng ta ra được khái niệm gì ạ? Mặt cầu ở trong không gian. Vậy thì khi đó thì chúng ta cũng quan trọng nhất của chúng ta cũng phải là tìm tâm và bán kính. Đúng rồi. Vậy ở đây với mặt cầu có tọa độ là tâm y 2-23 và tiếp xúc với mặt phẳng OIZ có phương trình nào trong các cái phương trình sau đây? Đấy, chúng ta nhìn xem nào, phương trình nào? Nhìn được luôn không? Tâm đâu? Nhờ, đây. Ồ, thế thì bây giờ làm thế nào để biết một cái mặt cầu có tâm như thế này mà tiếp xúc với một mặt phẳng OIZ? À, vậy thì chúng ta phải nhớ rằng là mặt phẳng tiếp xúc ý, có thể nói là khái niệm tiếp diện đi. Tiếp là tiếp xúc, diện là mặt đấy. Thì là khi đó thì khoảng cách từ tâm Y cho đến mặt đó là bằng với R. Đấy, khoảng cách từ tâm Y cho đến mặt đó bằng R. Vậy bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thôi, cái mặt phẳng nào mà ở đó khoảng cách từ tâm Y đến cái mặt phẳng đấy, khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng đó là từ tâm Y này đấy, đến mặt phẳng bằng với R. À, thì bây giờ chúng ta nhìn xem, đầu tiên là phải xem khớp cái nào là tâm đã, đúng không? Sau đó thì xem R. Vậy thì ở đây thì rõ ràng chúng ta sẽ có được là khoảng cách từ Y cho đến OIZ của chúng ta, cái OIZ nhá, lúc nãy cô vừa nói thôi, mặt phẳng OIZ nó quyết gì đấy? Nó ở đây là OIZ nhá, thì không có X đúng không? Thì ở đây bản chất của nó chính là OIZ là tổng hợp tất cả những điểm mà ở đó hoành độ của chúng ta là bằng 0. Đấy, OIZ là tập hợp tất cả những điểm mà hoành độ bằng 0. OXY là tập hợp tất cả những điểm mà là cao độ bằng 0, tức là Z bằng 0. Thì cứ lần lượt như thế chúng ta làm. Vậy mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng này thì chúng ta sẽ tính được R từ tâm Y cho đến OIZ là phải bằng như này. Thay cái Y có tọa độ 2 vào đây mà. Thì đấy, để đi 2 chia căn bằng 2 của một bình là bằng 2. Vậy cái mặt cầu nào mà có R bằng 2 ấy là lấy thôi. Đúng rồi, là xong thôi. Với ví dụ này thì chúng ta sẽ thấy rằng là mặt cầu S, phương trình nào là phương trình của mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu cũng vẫn lý thuyết như lúc nãy. Với câu A, 6X cộng, đáp án A là 6X cộng 2Y cộng 3Z trừ 43 bằng 0. Đáp án B giống với đáp án nào đấy? À, nó nhìn các cái này là nó hơi không thấy liên quan đến nhau nhiều đúng không? Đấy. Cái đáp án A này thì nhìn hơi giống đáp án nào? Đáp án C, khác số hạng tự do. À, đáp án B, à hai cái này thì cũng chả giống nhau nữa cơ. À, nó còn đổi vị trí của X với Y. Đấy. Không, thực ra thì cô muốn nói để mình tinh ý một chút để sau này chúng ta sẽ cùng cô đến kỹ thuật đoán. Tất nhiên là chưa phải buổi hôm nay đâu. Mình phải học rất là chỉn chu, học kiến thức đầy đủ. Đến tận những buổi cuối chúng ta mới học những công nghệ nó cao hơn. Tức là đoán trong trường hợp chúng ta không nhớ công thức, chúng ta cũng không còn thời gian để làm bài, chúng ta mới đành phải sử dụng những công nghệ đấy thôi, đúng không? Vậy chúng ta xem nào, vị trí tương đối của mặt cầu và mặt phẳng đấy, để chúng ta nhìn được cái khi nào tiếp xúc. Và khi đó thì chúng ta nhớ này, bán kính bằng căn bằng 2 của R bình phương trừ IH bình phương. IH chính là khoảng cách từ tâm Y cho đến cái mặt phẳng đấy đấy nhá. Thế thì ở bài này thì chúng ta sẽ tính được, chúng ta thay vào, chúng ta sẽ có được đáp án là gì? A là C. Bắt đầu quen rồi, đúng không? Từ nãy giờ cô tôi liên tục, đúng không? À, đấy. Vậy bây giờ thì đến câu tiếp theo, câu số 20. Trong mặt phẳng P và mặt cầu S, khi đó mặt phẳng P sẽ thứ nhất là A nhỏ mặt phẳng P đi qua tâm mặt cầu S. Rồi yêu cầu thứ hỏi 2 là mặt phẳng P tiếp xúc với mặt cầu S. Hay đáp án C là mặt phẳng P cắt mặt cầu S đã, nhưng không đi qua tâm. Đáp án D là mặt phẳng P không cắt. Vậy với những câu hỏi như thế này thì ta sử dụng như cái lúc nãy chúng ta vừa nói với nhau ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ ra được ngay là chúng ta tính khoảng cách. Công việc là tính khoảng cách từ tâm, đúng không ạ? Cho đến mặt phẳng thì chúng ta cứ ra một con số
Thì nếu số này lớn hơn R thì nó là gì? Không cắt. Mà nó bằng R thì tiếp xúc, nhỏ hơn R thì nó cắt. Đúng rồi, vậy là chúng ta kết luận thôi. Vậy từ nãy đến giờ, cái với mặt cầu, tâm và bán kính, khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng so với bán kính là những khái niệm cực kỳ quan trọng luôn. Đấy. Và chúng ta cùng chốt với nhau xem chút nữa thì chúng ta sẽ dễ bị nhầm cái gì ở phía mặt cầu. À, cắt mặt phẳng P cho mặt cầu S, cắt mặt phẳng P theo một giao tuyến là đường tròn bán kính R. Yêu cầu của câu này là tìm bán kính. Vậy công thức của nó chúng ta có lúc nãy rồi. Công thức chúng ta nhớ cho cô rằng là, vậy đầu tiên là chúng ta kiểm tra xem nó có cắt không đã. Nó có cắt không thì nó có mặt cầu chứ. À, có đường tròn chứ, giao tuyến. Vậy chúng ta sẽ có được là tính khoảng cách từ tâm cho đến mặt phẳng. Thì thấy rằng nó nhỏ hơn R. Khi nó nhỏ hơn R rồi thì nó sẽ có đường tròn giao tuyến. Và cách làm của chúng ta là chúng ta sẽ cắt nhau theo cái giao tuyến thì chúng ta sẽ xem được là cái bán kính của nó là gì. Bán kính của nó chính là bằng R bình phương. Đấy, Pythagore nhé, Pythagore cho tam giác này nhé. Chúng ta sẽ có R bình phương trừ đi IH bình phương. Và đây chính là khoảng cách từ tâm Y cho đến mặt phẳng thần tìm. Đó, mặt phẳng thế là mình ra. Và với đáp án như vậy thì chúng ta đã xong rồi. Bài này sẽ làm được là tính khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng chúng ta ra bằng 5. Đúng không ạ? Vậy công thức bán kính của đường tròn thiết diện sẽ là R bình phương trừ đi căn bậc 2 nhé, của R bình phương trừ đi bình phương khoảng cách từ tâm Y cho đến mặt phẳng. Và chúng ta được ra bằng 12. Ôi, nhớ luôn công thức này cũng được. Nhớ luôn. Bởi vì thứ nhất là mình tiết kiệm được thời gian là ủi nhiều bạn và cô con phải vẽ hình ra, con phải nhìn mới nhìn được cô ạ. Nhưng mà bây giờ thời gian làm bài, một bài trắc nghiệm chỉ có hơn 1 phút thôi. Thế mà bây giờ mà còn vẽ hình này, xong rồi còn cắt mục nữa là nó mất bao nhiêu thời gian rồi. Nên là cái gì mà mình nhớ được, cho vào trí nhớ vĩnh viễn được là mình cho luôn. Đúng không? Đấy. Bài 23. Câu 23. Ví dụ như sau, mặt cầu cho mặt cầu S, mặt phẳng tiếp diện P của mặt cầu S tại điểm M có phương trình là. Vậy người ta hỏi chúng ta là mặt phẳng tiếp diện. Mặt phẳng tiếp diện. Vậy chúng ta nhìn xem, với mặt phẳng tiếp diện như thế này thì chúng ta cũng thấy rằng là điều kiện để P tiếp xúc với S là tại điểm M là gì ạ? Chúng ta sẽ có là gì? Đúng rồi, nhiều bạn trả lời đúng rồi. Tức là Y vector IM hay là vector MI là vector gì? Pháp tuyến của mặt phẳng tiếp diện, đúng rồi. Bởi vì là đường nối tâm và tiếp điểm mà. Cái đường thẳng nối tâm và tiếp điểm thì bao giờ cũng vuông góc với mặt phẳng tiếp diện đó. Đúng rồi. Thì khi ra được cái pháp rồi, vector pháp rồi và điểm đi qua rồi thì mình sẽ tìm được mặt phẳng thôi, đúng không? Đấy nha, lại quan trọng, đúng không? Đấy. Vậy lại nhớ hai cái cổng. Nhưng mà chỗ này thì cô thêm, bởi vì trong phần đường tròn ấy thì cũng có cái công thức mà liên quan đến giữa đường thẳng ấy với cả mặt cầu, thì chúng ta cũng chú ý cho cô nhé. Đấy. Thì ở trong này nó cũng vẫn là Pythagore thôi này. Đấy. Khi đó thì chúng ta chú ý là trong trường hợp mà delta mà cắt S tại hai điểm AB ấy như thế này, một đường thẳng cắt một cái mặt cầu, thì chúng ta cũng sẽ tính được cái R trong trường hợp này. Đấy, theo công thức là căn bậc 2 của IH bình phương. IH là khoảng cách từ Y đến đường thẳng này, khoảng cách Y đến H này, đúng không? Sau đó thì tiếp theo là cộng với AH bình phương là chúng ta sẽ ra được. Cô tổng kết với các em xem là ở phần mặt cầu thì chúng ta hay bị sai những gì nhá, và chúng ta gặp những cái lỗi nào. Thứ nhất là lỗi gì đây? Tìm tâm và bán kính không nhớ đâu, không nhớ công thức. Cũng không nhìn được ra đâu là tâm và bán kính bởi vì là không nhớ công thức liên quan đến mặt cầu. Rồi là vận dụng công thức tính khoảng cách cũng không nhớ. Đấy, kiểu những sai lầm kiểu như toàn công thức thôi, đúng không? Và điều kiện để một mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu. Rồi là công thức tính khoảng cách để xác định bán kính. Thì công thức mình chả nhớ gì, đúng không? Đấy, thì ngoài ra thì nổi trội lên thì cũng vẫn là tính toán nó sai và mình đổi xài đấy. Đấy, vậy là chúng ta đã xong được trong vòng thời gian như vậy, chúng ta đã cùng cô
chạy dọc cả cái phần hình giải tích OXYZ. Hãy thông cảm với cô bởi vì thực ra ở trên lớp thì chúng ta biết là bao nhiêu tiết để học phần này rồi. Thế mà bây giờ thì chúng ta cùng livestream với nhau một khoảng thời gian không hề dài một chút nào, mà lại tổng hợp từ đầu cho đến cuối liên quan đến cả kiến thức, xong lại các cái lỗi mình sai, và bây giờ thì phải rút kinh nghiệm, đúng không? Và sai nào để lần sau mình không bị như vậy nữa thôi, đúng không? Vậy thì ở phần này thì là khi mà học OXYZ thì chúng ta chú ý gì nào? À, thứ nhất ý là phải học những cái công thức nào mà liên quan được đến từ khoảng cách, từ góc, từ vị trí tương đối, mà mình thuộc được là mình phải thuộc. Kinh nghiệm là như thế thôi, thuộc. Đấy, cho nó nhanh. Chứ ngồi mà tính thì rất là lâu, giống như bạn bảo thôi cô ơi con không thuộc bản cửu chương làm gì cô ạ, bởi vì đằng nào con cũng dùng phép cộng. Đấy, bởi vì ví dụ như là nhiều bạn mà thôi, ví dụ nhá, cô đang ví dụ nhá, với em bé thì bảo là chứ 2 x 3 bằng mấy, không thể cộng, 2 cộng 2 cộng 2. Đấy, thế nhưng mà những cái gì mà chúng ta có thể nhớ được để chúng ta chiết xuất cái thời gian mà chúng ta phải làm chi tiết ra thì chúng ta nên nhớ, vì nó là thi trắc nghiệm chứ không phải thi tự luận. Vậy thì ở phần tiếp theo nữa là vậy là cái liên quan đến công thức thuộc là mình thuộc thôi. Còn một cái nữa ấy, mà hay bị mắc lắm, tất nhiên là trong cái trắc nghiệm thì nó cũng đỡ hơn một chút so với tự luận, tức là khó trao đổi đáp số. Làm bài tự luận ngày xưa phần này kiểm tra là rất khó trao đổi đáp số, bởi vì là ôi tớ chả dám đáp số cậu gì cả, không biết đứa nào sai. Nhưng mà thực ra thì hai đứa đều đúng. Vì sao ạ? Bởi vì sau khi biến đổi, ta sử dụng khái niệm tương đương của hệ phương trình ấy, thì chúng ta biết rằng là bao giờ cũng một hệ phương trình sẽ có một cái hệ phương trình tương đương với nó, tức là cùng gặp nghiệm ấy. Hay là mình sẽ ra được những cái phương trình, ví dụ như ra đường thẳng nhìn thì có vẻ khác nhau nhưng mà thực ra là một. Ví dụ như mình chỉ cần thay cái điểm đi qua thôi, thay điểm đi qua, thay một cái vector cùng phương với vector mà của bạn ý, thì lập tức là nhìn thì hai cái khác nhau nhưng mà thực ra là một, hai đứa đều đúng. Đấy, nên là làm cho mình lúng túng. Thế vậy chúng ta chú ý rằng là đôi khi là những cái biểu hiện, cái cách viết hay là cái đưa ra đường thẳng khác nhau, hay là các cái mặt phẳng, nhưng mà nó lại cùng chỉ là một đối tượng thôi, nên là chúng ta để ý nhá. Và thứ hai nữa là, vậy là từ nãy muốn để hiểu được cái như vậy thì chúng ta phải có khái niệm về hệ phương trình. Và trong phần này thì chúng ta thấy chúng ta phải giải hệ phương trình rất là nhiều, nâng cao kỹ năng kể cả giải phương trình ở lớp dưới để chúng ta có thể giải tốt hơn. Để làm như thế nào mà chúng ta để tránh những cái sai, đúng không? Vậy để đạt kết quả cao ở phần này, thật nhiên không phải phần này đâu mà cô nói chung luôn ấy, nói chung luôn cho tất cả cái chuyên đề ấy, thì chúng ta phải chú ý cho cô nhá. Thứ nhất ấy là đầu tiên phải học kỹ, nắm được kiến thức cơ bản. Đấy. Sau đó thì làm bài tập đầy đủ. Nhưng mà không được, thế không đâu, phải rèn tốc độ, thời gian. Đấy, chạy như xô, kiểu như là nhanh. Không thì không kịp rồi, bởi vì thời gian nó chỉ có hơn một phút cho một câu thôi. Có nghĩa là mình không có chuyện là mình làm AA được. Đấy, phải luyện tốc độ nữa, cái này quan trọng lắm trong thi trắc nghiệm. Bởi vì nếu mà mình làm được bài nhưng mà làm được người ta thi từng đấy thời gian, mình làm gấp đôi, gấp ba thời gian mới xong thì đâu phải là làm được đâu, đúng không? Đấy. Vậy sau đó thì mình phải nắm được cái cách mà một số cái tư duy trắc nghiệm. Khi làm bài trắc nghiệm được sử dụng hình thạo máy tính cầm tay, thì cái này thì cô cũng hướng dẫn, bởi vì thời gian không có ấy, thì cô có viết trong cái phần bài tập mà gửi cho các em để chúng ta có một cái nội dung chi tiết cho OXYZ. Đấy. Thì cái cuối cùng nữa là mình cũng phải có ứng dụng liên quan đến thực tế, bởi vì là khi mà liên quan đến thực tế thì có rất nhiều bài khó. Và thêm nữa thì nếu liên quan đến thực tế mà mình cứ liên tưởng, ví dụ như quan hệ các mặt phẳng với đường thẳng, mình cứ nhìn trong một phòng như thế này này, bởi vì đi thi đằng nào mình chả trong phòng, nên là mình bao giờ mình chả biết được là cái mặt phẳng như thế nào, đường thẳng ra làm sao. Mình gắn với thực tế luôn, mình nhìn cho nó nhớ lâu. Và thêm nữa thì những cái bài mà khó bao giờ cũng phải cũng có những cái yếu tố thực tế nữa, nó sẽ khó. Và tất nhiên là đầu tiên là mục tiêu của mình ấy chỉ là làm thật tốt những cái bài liên quan đến nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Còn vận dụng cao làm được thì tốt, mà không làm được thì mình cũng không có buồn, đúng không? Bởi vì cũng vẫn có khả năng đỗ cao rồi. Đấy. Vậy chú ý là như thế nào nhỉ? Chú ý nhá, cho tất cả các mục nhá. Chứ không, cô mỗi một hôm ý, cô phải gài các cái phần hướng dẫn học. Cô không tách hẳn ra thành một chuyên đề học riêng, mà cô muốn gài, cô ví dụ như hôm nay cô muốn nói những cái thông điệp này không chỉ cho OXYZ mà cô cũng muốn chuyển đến tất cả các cái chuyên đề tiếp theo và chuyên đề trước nữa.
mình phải chia ra để mình nói, và coi như dùng cái OXYZ để mình lấy ví dụ thôi. Vậy có nghĩa là đầu tiên là chú ý cho cô rằng là phải học, học đều nhá, học đều toàn bộ chương trình, đừng có tủ. Đấy, tủ là rất dễ bị lệch, và đơn giản là học trắc nghiệm thì không học tủ được. Phải học chắc kiến thức, nên học đều và chắc cơ bản. Thứ hai nữa là cô dặn này, không làm những bài tập quá khó, quá dài. Những bài nào mà quá 5 phút ý, mà giải mà nó dài cả bảng, dài thằng giặt ra, giải vài trang giấy, mà giải phải đến hàng vài chục phút mới xong, thôi bỏ qua. Đoạn này thì xong trung học phổ thông quốc gia thì mình học, nếu mà mình nghiên cứu sâu để học lên chuyên ngành toán thôi. Chứ còn lại thì nếu mà để giải những cái bài như vậy mà để thi trung học phổ thông quốc gia thì chúng ta không có thời gian để làm được đâu, mà cũng không cần thiết ý. Đấy, mình đi thi chúng ta biết là 2 phút cho một câu thôi. Nên bài nào mà quá 5 phút là thôi, mình không có làm những cái bài mà quá dài. Và bây giờ thì còn cái nữa là gì ạ? Là gì? Nhớ nhá, học mỗi một cái vấn đề ấy, nên đi từ đủ các mức độ. Đầu tiên là nhận biết, xong thì thông hiểu, xong thì làm gì? Vận dụng. Và vận dụng cao. Nếu bạn nào mà thấy rồi thôi, yêu cầu con chỉ 7-8 thôi thì cũng không cần vận dụng cao cũng được, chỉ cần đến vận dụng thôi. Nhưng phải đọc đến vận dụng cao và đọc cái lời giải của họ để mình vào phòng thi mình sẽ làm được đến phần vận dụng thấp. Đấy, kinh nghiệm là mình học cao hơn mình thi một chút thì mình sẽ tự tin. Đấy, giống như kiểu là mình là học sinh lớp 2 thì mình vào mình làm toán lớp 1 mình yên tâm ấy. Đấy, kiểu như vậy. Chứ còn bây giờ mà học học lớp nào và thi lớp đấy thì thường nó không yên tâm bằng mình học vọt lên một chút xíu nhá. Đây là bảo là khi họ bảo con không cần điểm 9-10 đâu cô ạ, nên là con không cần phải đọc những bài này, cô không cần phải làm, vì đôi khi làm không làm đâu. Nhưng mình đọc cái lời giải chi tiết, mình mở mang cái tư duy của mình. Đấy là có bột với cột đồng hồ ấy, thì mình cứ tích dần tích dần, tự nhiên là một lúc nào đó mình sẽ thay đổi từ lượng, mình thay đổi sang chất. Đấy, đổi chất rồi. Vậy bài hôm nay của cô đã hết rồi. Xin cảm ơn các em, và hẹn các em vào chuyên đề tiếp theo cùng đồng hành với cô và Unis để mình có thể là thi thật tốt và đạt điểm thật cao trong môn toán được không? Rồi, cô chào.